Phi đội cường kích A29 Super Tucano bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam. Sự hiện diện của phi đội cường kích cánh quạt A29 Super Tucano tại sân bay Tân Sơn Nhất đã thu hút sự quan tâm sâu sắc từ giới truyền thông. Trong ngày 16 tháng 9 năm 2020, sân bay Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh đã đón phi đội 3 chiếc cường kích cánh quạt A29 Super Tucano đáp xuống và đến ngày 17 tháng 9 thì lại có thêm 3 máy bay nữa tới đây. Những hình ảnh về các máy bay bà già này đã được đăng tải trên nhiều trang thông tin trong cũng như ngoài nước và thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới truyền thông. Về mục đích của phi đội A29 Super Tucano này là gì? Không phải chờ đợi lâu, sự việc đã có lời giải. Đây chính là những chiếc cường kích được chính phủ Philippines mua về để trang bị cho lực lượng không quân của mình, chúng quá cảnh ở Việt Nam trước khi bay về đất bạn. A29 Super Tucano là máy bay tấn công cánh quạt hạng nhẹ được thiết kế và chế tạo bởi công ty Embraer của Brazil. Hiện nó đang phục vụ trong một vài lực lượng không quân trên thế giới. Mặc dù mang trong mình hình dáng lạc hậu trông như những máy bay phục vụ từ thời chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng trang thiết bị của chiếc cường kích này lại rất hiện đại. Máy bay được tích hợp hệ thống điều khiển bay tiên tiến với những màn hình hiển thị LCD rất bắt mắt, đi kèm thiết bị thông tin liên lạc cũng như kiểm soát hỏa lực tối tân. Chiếc phi cơ đã được thử nghiệm nhiều năm ở chiến trường Afghanistan và thu về nhiều đánh giá tích cực liên quan đến hiệu suất trong chiến đấu. Nó được nhận xét là một phương tiện hỗ trợ hỏa lực trực tiếp đáng tin cậy. Cường kích A29 Super Tucano có thể hoạt động ở nhiệt độ cao và địa hình phức tạp. Máy bay có kích thước khá nhỏ gọn với chiều dài 11,38m, sải cánh 11,14m, trọng lượng cất cánh tối đa 5.400kg. Bán kính chiến đấu của A29 550km, tốc độ tối đa 590km/h, tầm bay 1.333km, giúp nó hoạt động khá hiệu quả trong môi trường đô thị hoặc các tình huống chiến đấu cài răng lược. Vũ khí trang bị của A29 gồm một pháo 20mm lắp dưới thân có thể bắn 650 viên đạn một phút. Dưới mỗi cánh có một súng máy hạng nặng FN Holstein 12,7mm và một súng máy nòng xoay M134 7,62mm, tốc độ bắn 3.000 viên đạn một phút. Cường kích A29 cũng được trang bị rocket không điều khiển 70mm, tên lửa không đối không AIM-9L Starwinder, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick và bom dẫn đường chính xác, tổng khối lượng vũ khí 1,6 tấn. Vũ khí tích hợp và công nghệ quan sát bằng laser của A29 cho phép máy bay vừa có thể chi viện hỏa lực liên tục cho lực lượng mặt đất, vừa xác định chính xác mục tiêu trong vai trò trinh sát. A29 Super Tucano là phương tiện được thiết kế để chiến đấu với những nhóm phiến quân có năng lực phòng không hạn chế, do vậy nó tỏ ra khá phù hợp với điều kiện tác chiến của không quân Philippines hiện nay. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.